Thu Hiền TV. Từ sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng cả, đói quá. Để xem nào, một xu cũng chẳng còn, biết sống thế nào đây? Hả? Anh ăn đi, trong này toàn là tình cảm của em đấy. Wow, thơm thật đó. Anh cảm ơn em nhé. Thôi anh ăn đi, em về đây. Bye bye. Về cẩn thận nha. Ông ở đâu chui ra vậy? Xôi của ông trông ngon thế nhỉ? Đương nhiên rồi, xôi bạn gái tôi tự tay nấu phải ngon chứ. Thơm không? Thơm không? Thơm, cho tôi xin một miếng nha. Một miếng của ông bằng cả hộp này à? Không được đâu. Không cho thì thôi. Mà ông cũng kiếm người yêu đi, rồi họ làm cho. Đúng là hương vị của tình yêu. Nãy giờ tôi thấy ông ăn cẩu lương cũng no rồi, cần gì đến hộp xôi này nữa. Thôi tôi đi nha. Bạn cùng phòng bao nhiêu năm, xin một miếng cũng không cho, đồ kỳ bo. Đội quá. Đúng lúc này Trang về nhà cầm trên tay là một túi đồ ăn. Thấy thế Hưng hí hửng lại gần. Trang, sao thế? Hỏi tí. Bánh rán nóng hổi, nhưng tôi không cho ông đâu. Ok, để đây đã. Tại bà kỳ bò trước nha, đừng có trách tôi. Phải tranh thủ hành động thôi, không cái Trang ra thì tôi. Đâu rồi nhờ? Rõ ràng mình để đây mà. Đói quá, ăn bánh thôi. À, có Giang. Giang, Giang. Đâu, Giang đâu? Trong túi bánh kia kìa, ông vứt đi hộ tôi cái. Ừ, để tôi vứt cho. Ông nhớ vứt xa xa vào đấy. Mình thật là thông minh, tự nhiên lại có đồ để ăn. Ngon thật. Ông Hưng làm gì mà lâu vậy? Hả? Mình bị cậu ta lừa rồi. Ôi, lại đói rồi. Có đồ ăn dâng tới cửa rồi. Ngay lập tức Hưng ngồi vào bàn giả vờ bận rộn. Sau đó có một cô gái bước vào phòng. Ủa, anh Hưng, sao anh lại ở đây? Anh Khang đâu rồi ạ? Khang đi ra ngoài mua đồ rồi. Mà hôm nay em mang sang cái gì đây? À, em mang cháo sang cho anh Khang. Cháo à? Mình có ý này. À, em ra ngoài có gì phụ giúp Khang đi. Cháo em cứ để đây, anh còn phải làm việc đã. Dạ vâng ạ, em đi luôn đây. Yeah, có thế chứ. Thơm thật đấy. Wow. Thế là hộp cháo đã được Hưng xử lý một cách ngon lành. 5 phút sau. No quá. Em vào đi. Anh vào ăn cháo em mới nấu nè. À, hộp cháo của em ai ăn mất rồi? Hưng, có phải ông ăn không? Sao ông tự tiện vậy? Ờ hay, tôi có ăn đâu, chắc con chó nào nó ăn thôi. Con chó à? Cậu định làm gì? Thôi xong rồi. Ông ăn luôn cả con chó à? Vết cháo còn trên miệng ông kìa. Ông không tin tôi à? Tôi thề, nếu tôi ăn sẽ bị trời đánh. Ôi dồi ôi, ông cứ cãi đi. Chỉ là trùng hợp thôi. Nếu tôi ăn, bóng đèn kia sẽ hỏng. Chẳng lẽ lại linh vậy sao? Ông giải thích cho tôi chuyện này đi. Sao lại thế chứ? Tóm lại là tôi không ăn.
Leo leo, quê chưa đồ tham ăn. Bạn anh tham ăn thế, đừng chơi với anh ấy nữa. Ngày hôm sau, Khang và Trang đang vui vẻ đi trên đường thì họ bắt gặp cảnh Hưng đang phải làm việc vất vả phía trước. Hưng kìa, sao ông ấy phải làm ở đây thế nhỉ? Ai gọi không biết. À, là mẹ. Alo mẹ à, mẹ vẫn khỏe chứ? Dạ. Tiền con mới gửi về mẹ đã nhận được chưa? Vâng, mà bệnh của bố đã đỡ chút nào chưa mẹ? Vâng. Hóa ra hoàn cảnh của Hưng lại khó khăn như vậy. À, Hưng, đợi đã. Ông đi ra đây. Ông ngồi đây, ăn cùng bọn tôi cho vui. Sau này hai người tốt tính vậy? Bọn tôi biết hết rồi. Ông thiếu tiền thì cứ nói chứ đừng hành xử như vậy. Lần sau có khó khăn gì ông cứ nói, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn mọi người nhé. Tưởng hai người giận tôi chứ. Chuyện cũ xí xóa, chúng ta ăn thôi. Ông ăn đi cho có chất. Cả món này nữa. Trong cuộc đời, ngoài gia đình, bạn bè cũng là người quan trọng đối với chúng ta. Vậy nên hãy trân trọng những tình bạn chân thành ở bên cạnh mình, bởi họ sẽ là những người chia sẻ, là động lực giúp chúng ta vượt qua ngàn sóng gió. Nhanh nhanh lên nào. Đối tiếp theo. Anh ơi, mấy hôm nay mẹ em cắt giảm tiền ăn sáng nên không có tiền. Các anh cho em khất ạ. Xử lý đi. Chú em chắc là chưa đọc nội quy đúng không? Vào đây anh dạy lại. Này thì khất này. Bọn anh mà cũng dám khất à? Người đâu ăn gì mà đẹp thế nhỉ? Đúng gu của mình đây rồi. Ê ê ê ê, học sinh mới à? Chưa biết quy tắc ở đây đúng không? Không muốn bị đánh á thì nôn số điện thoại ra đây. Cho nhanh thế cơ à? Khoái bỏ xừ lại còn giả bộ. Ngoan thế có phải tốt không? What? Mở đấy mà hước. Nó. Đừng để anh gặp lại con nhỏ sáng nay lần nữa. Không thì anh sẽ cho nó biết thế nào là cung bỏ cáp. Đúng đúng. Thôi đại ca, bớt nóng bớt nóng. Thật là tình cờ, bạn mới lại bay vào đúng lớp mình cơ đấy. Tú Chinh, giáo viên chủ nhiệm. Kìa, kìa. Ôi cái thằng này, mặt bị chuột rút à? Ôi giời ạ. Cầm lấy. Lại gặp mặt rồi nhỉ, bạn mới. Một là ăn đấm, hai là cho tôi xin số. Biết chọn cái nào rồi chứ? Tôi chẳng chọn cái nào cả. Người phải dè chừng là cậu đấy. Sợ quá, sợ quá, sợ quá cơ. Cả lớp chào cô. Chúng em chào cô ạ. À, không phải chứ. Nhìn đi, thẻ ấy. Cô giáo à? Sau này tôi sẽ chiếu cố em nhiều hơn. Mời em về chỗ. Toàn thật rồi. Cô kiểm tra bài cũ. Mong sao không phải là mình. Tôi mời bạn áo đen lên bảng. Chính chà, cử ra đã.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn ngồi bàn thứ hai dễ trông lên bàn. Ông đi, lên đi, nhanh lên. Lại đi. Ôi, cô gọi kìa, lên đi. Hưng, lên bàn, không nói nhiều. SOS. Mình hiểu rồi. Mời cô. Hả? Thấy anh Good Job chưa? Ôi giời ạ. À. Hưng và Tú nhắc bài cho nhau. Sau buổi học, dọn vệ sinh cho tôi. Ở lại vui vẻ nha. Bọn tôi về trước đây. Không lo dọn sạch sẽ thì đừng có về nha. Xung quanh không có ai. Ông trời thật là đổ mình mà. Anh Hưng, em trả thù cho anh đây. À, sao tự nhiên lại bị xì lốp thế nhỉ? Về kiểu gì bây giờ? Bất ngờ chưa bà già? Chưa chừa cái thói bắt nạt học sinh nha. Ây, 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 thằng nào đi? Thằng này đi. Đại ca, em cứ tưởng ai? Hóa ra đại ca à. Chú đang làm gì ở đây vậy? Em vừa xì lốp xe cô Trinh để trả thù cho đại. Đâu rồi? Đại ca mình trở thành người tốt từ bao giờ nhỉ? Tại khu nhà hoang sau trường học. Đến rồi đấy à. Các cậu gọi tôi ra đây làm gì? Nói nhanh lên, tôi có tiết kiểm tra đấy. Định bỏ anh em à? Định làm học sinh ngoan sao? Đúng, bây giờ tôi không muốn giao du với các cậu nữa. Hả? Dạo này thấy thân cận với cô Trinh lắm. Hay là... Các cậu có thể nói xấu tôi, nhưng tôi không cho phép nói cô Trinh như thế. Đánh đi. Này, đánh đi. Học sinh ngoan, đánh đi. Đánh được không? Muốn làm học sinh ngoan cơ mà. Đánh đi nào. Từ giờ tôi không muốn gặp các cậu nữa. Lên đi. Đã giữ được nó rồi. Thả tôi ra. Này thì học sinh ngoan này. Mấy cậu kia, mấy cậu kia làm gì vậy? Dừng lại, không được bắt nạt học sinh của tôi. Hưng, Hưng, em có làm sao không? Dạ không ạ. Sao lại đánh nhau thế này? Em không sao đâu cô ạ. Chẳng qua là em không muốn chơi với các bạn xấu đấy nữa. Em muốn tập trung vào việc học cô ạ. Trinh không hề biết rằng nhờ có sự quan tâm thật lòng của Trinh mà cuộc đời của Hưng chính thức có một bước ngoặt lớn. Bác ơi, sao gia đình mình lại cho Hưng nghỉ học thế ạ? Chỉ còn một năm cuối thôi lại mấy tốt nghiệp rồi. Vì nhà tôi nghèo cô giáo ạ. Tôi định cho Hưng nghỉ ở nhà để phụ giúp tôi trong công việc. Mẹ nó mất sớm, tôi thì bị tai nạn lao động. Còn mỗi thằng Hưng thì nó vừa đi học vừa đi làm. Nhưng mà đến bây giờ thì không thể cố gắng được nữa rồi. Bác ơi, ở đây tôi có chút tiền, gia đình... Không, tôi không thể nhận được. Bác cứ cầm lấy đi, sau này em Hưng ra trường thì gia đình gửi lại tôi cũng được. Đứng ở bên ngoài, Hưng đã chứng kiến và nghe được toàn bộ lời của cô giáo. Có lẽ từ trước đến nay, chỉ có cô Trinh là không những không ghét bỏ mà còn thấu hiểu và bao dung cho Hưng. Điều này khiến Hưng vô cùng cảm động. Cũng chính lúc này,
Hưng đặt ra một quyết tâm phải thay đổi trong tương lai. Kể từ đó, Hưng siêng năng học hành dưới sự giúp đỡ của cô Chinh. Giờ đây, Hưng đã là Hưng hoàn toàn mới, không còn là Hưng của những tháng ngày lêu lỏng bất cần nữa rồi. Hy vọng một cái kết đẹp sẽ đến với cậu. À... miếng nữa nào. À... à... ui giời ơi, thích quá đi. Ây, thôi thế. Ôi mẹ ơi, mình đi nào. Trời ơi, ai yêu nhau cũng khùng vậy hả? Cậu nhìn đi, hoa đẹp như cậu vậy. Chinh ơi, Chinh, cẩn thận. Tránh ra. Mày mà tránh được. Chinh. Chinh, cậu sao thế này? Sáng hôm sau, sao vẫn chưa thấy cậu ấy ra nhỉ? Chinh ơi, Chinh, cuối cùng cậu cũng ổn rồi. Cậu là ai? Làm gì vậy? Khoan đã, cậu giận tớ à? Tớ không có ý đâu. Bỏ ra, tránh xa tôi ra, tôi biến thái. Ok, Chinh, Chinh ơi. Không biết đâu. Chinh ơi, sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Không biết đâu. Anh Tú, anh Tú ơi. Trời ạ, anh có sao không? Không biết đâu. Chinh, Chinh ơi, đừng bỏ tớ mà. Gì vậy không biết? Chạy anh đây. Hả? Anh mau lại đây. Anh đứng đây, nói đi. Tránh ra. Chinh, Chinh, tớ là Tú, Tú bạn trai cậu đây. Tôi không biết cậu là ai, cậu đi ra đi. Chinh, cậu đã quên hết rồi, đi theo tớ. Ê, bỏ tay ra. Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ? Há miệng ra nào. À, ôi mẹ ơi. Nhìn kìa, có hiệu quả rồi. Đúng là mùi của tình yêu. Cậu nhớ ra rồi đúng không? Yeah! Hai tên khùng! Hai tên khùng! Chinh ơi! À, anh Hưng! Chúng ta về thôi nào. Kìa Chinh! Thôi, anh đừng buồn. Một thời gian sau, cậu định làm cái gì vậy hả? Sao lại là cậu? Quà của cậu tặng tới ngày sinh nhật, cậu quên rồi à? Úi trời! Đúng là điều khùng. Vậy thì tớ phải dùng chiêu cuối mới được. Đứng lại đã. Cậu bảo cậu thích mùi này của tớ nhất, cậu nhớ không? Ôi! Ờ, cậu nói thích mùi này của tớ mà. Cái tên điên khùng này. Bà đám à, hôm nay ta phải cho ngươi một bài học mới được. Vừa đi. Thôi anh ơi, kệ hắn đi. Chinh,
mà Chinh chưa nhận ra anh mà. Anh lo lắm. Anh yên tâm, có cái này cãi làm sao được. Vậy được. Ô, Chinh ra rồi kìa. Ơ, tặng em này. Chinh à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Không được, không được. Tránh ra. Anh muốn làm gì vậy? Chinh là người yêu của tôi. Các cậu đang làm cái gì vậy? Vệ sĩ đâu? Mau đưa họ ra khỏi tầm mắt của tôi mau. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Một thời gian sau. Hoan hô, chúc mừng đôi bạn trẻ nha. Chúng ta có bị phát hiện không nhỉ? Chinh, làm vợ anh nhé. Em... dừng lại. Chinh, là vợ của tôi mới đúng. Mọi người mau nhìn đi. Đúng rồi, nhìn cho mọi người. Đúng là hình ảnh của anh ta và cô dâu kìa. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vệ sĩ, mau kéo hai tên lừa đảo này ra ngoài. Chinh, anh Tú đây mà. Là anh đây, anh không hề lừa em đâu. Chinh, chị đúng là người phản bội. À! Chinh, tránh ra. Cẩn thận. À! Lúc này trong đầu Chinh chợt hiện về toàn bộ ký ức ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh vì giúp Chinh tránh quả bóng mà Tú đã vô tình khiến Chinh bị mất trí nhớ. À... anh Tú! Chinh, em nhận ra anh rồi à. Chinh, đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý. Chúc mừng đôi bạn trẻ. Chúc mừng cả hai đã tìm lại được nhau nha. Cảm ơn mọi người. Ui xời, cuối cùng cũng xong. Vợ ăn sáng thôi. Thôi em không ăn đâu, sáng nay công ty có cuộc họp gấp. Ừ. Em đi chú ý an toàn nha. Đi cẩn thận ấy. Ừ. Cẩn thận đi nha. Tại công ty LT Studio. Chào tất cả mọi người. Ơ, anh Hiệp, anh lại mang đồ ăn đến cho chị Chinh nè. Anh này, chị Chinh dạo này ăn uống thất thường. Thôi lần sau để em mua đồ cho, anh khỏi phải mang đồ đến. Thế thì anh càng phải nấu kỹ hơn để cho chị Chinh ăn cho đủ chất. Vâng ạ. Mà cậu cũng nhanh kiếm bồ nấu cho ăn đi, chứ anh chồng cậu thiếu chất lắm. Sếp. Vợ, anh nấu món em thích này. Thịt kho tàu, tôm chiên xù, còn có món. Anh nấu nhiều vậy, em có phải là heo đâu. Thôi được rồi, anh về đi. Vậy em nhớ ăn hết đi nha. Yêu em. Mãi yêu. Cậu cầm lấy đi. Ơ, sao lại đưa em? Chị ăn đi chứ, anh Hiệp đã mất công làm rồi. Trưa nay tôi đi ăn cơm với khách, nhớ làm đấy. Cả tháng này toàn được ăn chùa đồ anh Hiệp nấu. Mở bụng này chắc dậy thêm cả gan rồi. Vợ, nay em cầm hộp cơm mới đi làm nha. Đi cẩn thận nha. Chù choa, vét sạch bông thế này còn hay ra dẻ quá. Đã nghiện lại còn ngại. Chắc là do mình nấu ăn ngon quá đây mà. Sau khi thấy hộp cơm do mình làm được vợ ăn hết, Hiệp liền tiếp tục công việc nội trợ trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nghĩ tí rồi. Thật là phải mang đến công ty cho cô ấy thôi. Trời ơi,
hôm nào cũng phải ăn cơm hổ xếp, thành con heo đến nơi rồi. Mình chán lắm rồi. Cậu đang ăn gì vậy? Xong rồi. Đây là hộp cơm mà tôi chuẩn bị cho Trinh ăn trưa mà. Sao lại ở đây? Anh ơi, anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh hãy ký tên vào đây. Cầm lấy. Cô Trinh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như này, chắc chồng cũng xuất sắc lắm nhỉ? Vâng ạ. Ngày mai hai công ty tổ chức tiệc mừng, hay cô Trinh cũng đưa chồng đến dự? Chồng tôi á? Trinh liền nhớ về hình ảnh của Hiệp, một người chỉ ở nhà lấy công việc nội trợ làm thú vui. Xin lỗi anh, chồng tôi đi công tác chưa về, hẹn anh dịp khác vậy. Không sao, người tài giỏi thường bận rộn mà. Để tôi tiễn anh ạ. Anh phải tin em, thật sự là hôm nay chị phải đi tiếp khách. Mọi hôm chị ấy ăn hết sạch đồ ăn anh nấu thôi. Thôi không, chị ấy lúc nào cũng khen ngon hết. Đây, không tin anh hỏi thử xem. Vợ ơi, sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Sao cô ấy bảo chồng đi công tác mà? Nhìn anh ta kìa. Không phải đâu, tôi nhận nhầm người, tôi xin lỗi. Hiệp buồn bã bỏ đi trong sự im lặng của vợ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào trường hợp như thế này. Các anh thông cảm nhé. Lần sau anh đừng tới công ty nữa nhé. Anh xin lỗi, anh không biết là cô đối tác của công ty. Anh chỉ muốn quan tâm em thôi. Em có phải là trẻ con đâu mà anh cứ lo từng ly từng tí như thế. Anh quan tâm chăm sóc cho vợ mình như thế là sai à em? Anh có biết hôm nay anh làm em mất mặt với bao nhiêu người trong công ty không? Nếu quan tâm em thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của em nữa. Thì anh cũng đã xin lỗi em rồi, sao em cứ cằn nhằn thế? Em cằn nhằn anh khó chịu lắm à? Mà nếu anh thấy phiền thì nghe lời em đi. Nếu anh không nghe em thì anh đã đi làm nhà hàng bên Nhật rồi. Chính em đã nói em cần một người chồng lui về quan tâm chăm sóc cho gia đình để em phát triển sự nghiệp. Em nói sai sao? Ba cái nghề đầu bếp vớ vẩn đó anh giữ làm gì? Em hơi bị coi thường nghề của anh rồi. Vậy anh làm gì để tôi khỏi coi thường anh đi? Vậy anh làm gì để tôi khỏi coi thường anh đi? Đúng vậy, tôi tầm thường. Nhưng có một điều tôi biết, người vợ của tôi khác xưa rồi. Hiệp tức giận, chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi. Còn Trinh chỉ biết ôm đầu chán nản. Nó lại làm con giận à? Cái thằng này, ngày xưa nó hứa với bố bao nhiêu điều là sẽ chăm lo, chăm sóc cho con, không để làm con buồn, con giận. Vậy mà bây giờ... Nhưng mà con cảm thấy bây giờ anh ấy như là bố của con, chứ không phải là chồng của con nữa. Thế con đã thấy con giống như một người vợ chưa? Chính vì con giành vị trí của nó trong nhà nên nó mới phải lùi lại phía sau để làm vị trí của con đây. Con đã thấy trong một gia đình có hai người chồng bao giờ chưa? Nhưng con làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho gia đình này thôi. Ngày xưa ấy, bố cũng nghĩ như con vậy. Bố chỉ lao đầu vào kiếm tiền mà đánh mất đi hạnh phúc. Từ khi mẹ con bỏ bố ra đi, bố mới biết rằng bố đang chạy theo một cái hạnh phúc xa xôi. Bố quên đi hạnh phúc thực sự chính là gia đình. Bây giờ bố chỉ cần một bữa cơm gia đình chắc là khó. Bố, con xin lỗi bố. Chưa bao giờ con thấy mình vô tâm như thế này. Bố không muốn con giống bố, mất đi để rồi hối hận con ạ. Con nhìn gì nữa? Đuổi theo nó đi. Dạ vâng ạ. Một thời gian sau, đồ ăn đến rồi đây. Hai anh ăn đi nhé.
À, anh gọi thêm thiệt à, con ơi. Bố ơi, bố vào đi ạ. Wow, đẹp quá. Mọi người đến rồi à. Con chào bố. Con đang định mang cơm trưa đến cho mọi người đây. Chờ mãi mà không thấy anh đến là bọn em á đói muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn á. Đói thì đầu gối phải bò chứ. Đúng rồi anh ạ. Ai bảo chồng em làm đồ ăn ngon quá cần gì. Vợ nói thế là mình ngại đi. Mọi người vào bàn đi. Bác ngồi đi ạ. Đây, em phải bày như thế này mới đẹp. Cứ tưởng đi ăn cơm trưa thôi, hóa ra còn phải ăn cơm chó thế này. Phải ăn cơm chó thế này. Ê, nó khổ vậy đây. Phải nhanh nhanh có người yêu thôi. Ai rồi? Rồi. Ây, 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 ây. Tôi chỉ đi muộn có đúng một giây thôi. Ông coi như là không nhìn thấy gì đi. Chúng ta là bạn thân mà. Mãi là bạn tốt nha. Đứng lại. Tôi có mù đâu mà không nhìn thấy. Tú đi học muộn một giây. Thế mà đó là bạn thân. Có bạn thân ai nên lo ấy. Từ từ nào. Gì nữa? Tôi mời ông lên ban giám hiệu uống nước chè. Làm gì mà câu có thế? Ông không hiểu đâu. Ơ, Tú kìa. Đi nào, Tú ơi. Đi làm vài ván điện tử cho bạn Hiền. Được, đi thôi. Sao tự nhiên Tú lại chơi với hai đứa học sinh cá biệt thế kia? Kiểu này chắc là nó dỗi hai đứa mình rồi. Không được, nhân danh sao đỏ, tôi không thể để Tú lạc trôi vào con đường sai lầm. Đi. Đánh đi chứ. Lên trước đi rồi tôi theo sau. Sao đỏ Hoàng, giờ mình phải làm gì? Trường hợp này mình phải dùng biện pháp mạnh, nhanh và dứt khoát. Sao màn hình lại tối thui thế này? Ui giời ơi, sao tự nhiên ông dập cầu dao vậy? Ông bảo dùng biện pháp mạnh và dứt khoát mà. Dập cầu dao không mạnh à? Ui giời ơi là giời. Hóa ra là do cắt cổ à. Mau nghĩ cách đi. Tôi là sao đỏ đi nha. Các cậu đừng có mà manh động. Bạn thì kinh rồi. May mà tôi là sao đỏ, nó mới tha cho đấy. Chúng tha ông thôi, chúng tôi tàn tạ hết rồi đây này. Hả? Hình như đằng kia có tiếng ai kêu thì phải. Đứng lại đã nào. Tớ cho cậu hai sự lựa chọn. Một là đi chơi với bọn tớ, hai là lên cây chơi với khỉ. Xin lỗi, tớ không có thói quen chơi với lợn. Do nó lên với khỉ. Cho tôi xuống, cho tôi xuống. Vui ghê á. Hỏng thật rồi, giờ dám ném cả người lên cây. Còn làm người tốt như tôi, lại phải giúp rồi. Ơ kìa. Bỗng dưng làm người tốt thế này, dễ ăn hành lắm. Giúp tớ với. Quân ơi, Quân ơi, tôi ở đây. Sao ông lại ở trên cây vậy? Nhảy xuống đi. Tôi sợ lắm. Ông sợ tôi không đỡ được à? Yên tâm, cứ nhảy xuống đi. Chứ ở trên đấy mãi à. Nhảy xuống, mau lên. Mạnh dạn lên nào. Nhảy xuống. Hả? Lại gặp nhau rồi bạn gì? Tôi toàn rồi. Cho nốt nó lên cây với bạn nó. Được rồi, đi thôi.
thấy hôm nay xử lý bọn nó chết không? Anh tiện em, bao giờ thì mới định trả nợ đây? Còn Nam, mẹ đã khỏi ốm chưa? Dạ mẹ em cũng khỏe rồi ạ. Thấy bao giờ mới định trả nợ? Nói, định bao giờ mới trả nợ hả? Đừng có lý do lý trấu, hôm nay hai đứa phải trả hết nợ. Các cậu có sao không? Anh ơi, bạn em trả giúp ạ. Ơ kìa, định chạy à? Vì Tú đã đặt lòng tin sai chỗ vào hai người bạn xấu, mà giờ đây chính bản thân Tú đang phải trả giá cho điều đó. Xin nha. Không, đó là tiền của tôi mà. Anh ạ. Anh ơi, em xin anh, đây là tiền mẹ cho em đóng học ạ. Nói nhiều. Tú, mau chạy đi, để tôi lo. Chạy đi. Không được. Lúc này, những hình ảnh vui vẻ hay những lúc nô đùa ốm đau khỏe mạnh của Tú Hoàng Quân liền hiện lên trước mắt Tú, khiến Tú chợt nhận ra rằng Hoàng với Quân mới chính là những người bạn đích thực, những người bạn luôn kề vai sát cánh dù trong hoàn cảnh nào. Yeah! Tú! Cậu ơi! Ây! Đâu? Tôi xin lỗi hai ông vì những ngày qua đã cư xử không đúng với hai người. Ông nhận ra lỗi lầm của mình là tốt rồi. Các ông bỏ qua cho tôi à? Chúng ta là bạn mà. Thật may, Tú đã kịp thời nhìn nhận lại lỗi lầm trước khi quá muộn. Đừng có đụng vào hình mẹ tôi. Sao hôm nay cô về trễ vậy? Đó là chuyện của tôi. Ừ thì ít ra ba cũng là ba chỉ là ba dưỡng thôi. Ừ thì ba dưỡng cũng là ba mà. Phiền phức. Bảy bảy 4417 417. Yeah. Đúng là trời giúp mình mà. Không được, mình phải giấu nó đi thôi. Giấu ở đây chắc không ai biết được đâu. Này, Tri Béo, tôi bảo này, làm sao mà cười như ma dại vậy? Ôi, Tri ơi, tôi trúng số rồi. Cái gì? Bao nhiêu? 100 triệu đấy. 100 triệu á? Bé cái mộng thôi. Sùm lên dưỡng tôi biết, bắt tôi trả nợ thì sao? Đâu? Vé số đâu? Tôi cất ở nhà rồi, không may đi rơi mất thì sao? Mai tôi với ông đi lĩnh, rồi lên thành phố làm ăn. Chứ tôi chán cái cuộc sống nghèo túng này lắm rồi. Ông kia, trả nợ đi chứ. Ra đây ra đây. Trả nợ đi. Tôi thế đang đi đâu đây? Em đi chợ ạ. Đi chợ thì mau đưa đây, nhanh. Thế cái gì đây? Là tiền à? Thế tiền này là tiền gì? Tiền đi chợ. Có tiền đi chợ mà không có tiền trả nợ hả? Nợ hẳn 2 tháng rồi, thế có định trả không? Cái thằng này, vào, siết nha. Ui, anh ơi, nhà em còn gì nữa đâu mà siết. Anh siết mấy lần rồi. Nhà còn mỗi cái đồng hồ thôi hả? Lấy. Ê. Anh ơi, cái đồng hồ đấy không lấy được đâu. Sao không được? Để em xem giờ à? Xem làm cái gì? Coi giờ các anh qua siết nợ. Ê, khỏi đi. Tôi muốn qua giờ nào là việc của tôi nha. Đợi. Đại ca ơi, siết cái này á? Đúng là cái đồ ăn hay. Đây, trả đây. Đã già rồi còn đóng miệng. Thằng
thằng kia, vào giúp nó nhanh lên. Nuôi chỉ tốn cơm. Đại ca, không còn gì để xiết đại ca à? Đây đây, con xích đu, xiết. Anh ơi, không được. Cái xích đu này nó quan trọng lắm. Quan trọng mà, quan trọng gì? Xích đu để tôi ngồi. Ngồi chi? Ngồi để chờ cái anh qua xiết đồ. Ui trời ơi, ngồi dưới đất đi. Em ngồi dưới đất nó hồi hộp, ngồi xích đu á nó đu đa đu đưa cho lòng nó an nhiên. Nhưng tôi thích nó phải hồi hộp. Đại ca, đại ca, còn cái tivi. Cái gì lại quan trọng mà? Không, cái tivi này nó hỏng rồi. Các anh lấy, tốt quá. Cẩn thận, chú đi cẩn thận nha. Cho hàng 5 ngày nha, không trả nợ tôi xiết cái nhà này. Hoàng về rồi hả con? À, bọn nó vừa đến xiết nợ. Vừa lòng chưa? Chúng nó bảo 5 ngày nữa mà không trả nợ thì chúng nó đến xiết căn nhà này đấy con ạ. Cái gì? 5 ngày á? Ông... Thôi được rồi, tôi sẽ trả nợ hết lần này. Được, được. Không phải vì ông đâu, tôi là vì căn nhà này này. Tivi đâu? À, cái tivi á, tưởng gì chúng vừa mang đi rồi. May quá, nó hỏng rồi, bố lại ngại bê vác. Kìa, con đi đâu đây? Ông Hiệp! Kìa, con ơi! Có chuyện gì? Tại sao ông lấy tivi của tôi? Trả nợ đi, tôi trả đồ cho. Nhưng cái tivi hỏng rồi, ông lấy làm gì? Cho tôi xin lại đi. Hỏng rồi thì lấy lại làm gì? Đúng, lấy lại làm gì? Sao, giấu thứ gì trong đó à? Không, nó là thứ quan trọng đối với tôi. Đó là món quà đầu tiên tôi đi làm. Tôi có tình cảm với nó lắm. Tình cảm là thứ gì đó đáng quý và thiêng liêng lắm ông Hiệp à? Tivi đấy là của bố cơ mà, có phải của con đâu. Con thương món đồ của bố, tức là con cũng thương bố đúng không? Sao không nói sớm? Con trai của bố. Anh Hiệp à, cái tivi này mẹ em thương nó lắm. Thường ôm nó vào lòng, ôm nó đi ngủ, đánh răng buổi sáng. Thôi thì đây cũng là kỷ niệm của nó với mẹ nó. Anh trả nó đi. Mẹ con bỏ đi, bố mới mua tivi mà. Hả? Thôi, có tiền thì trả, không có tiền thì biến. Nhưng mà anh ơi, anh cứ giữ cái tivi đấy lại cho tôi. Tôi sẽ cố chuộc nó về. Nhưng mà trên mặt có cái sẹo to như này, làm gì ai dám nhận? Có khung mà dám nhận. Anh ơi, ngày trước anh toàn nhận những đứa có sẹo như này vào làm mà. Dù gì mình cũng đang cần người, dùng bọn nó cũng được. À đúng, anh nhận chúng nó thay chúng mày nha. Đừng mà anh, anh phải nể vợ anh chứ. Nể vợ thì làm sao? Phải nể em chứ. Làm sao mà phải nể? Em là em vợ anh mà. Đúng, không phải anh không thể đuổi được chú, mà là không thể đuổi được thôi. Thôi, giờ hai người làm việc cho ta, để lấy tiền trừ nợ nha. Được à? Lần này ông không làm được á, thì để tôi, không thì ông hết việc đấy. Con mũ chinh, đứng lại.
định chạy đi đâu? Mau trả tiền vốn lẫn lãi đi. Trả đi. Các chú, các chú cho tôi khất nợ vài ngày. Tôi vừa đi mổ ruột thừa, hết sạch tiền rồi ạ. Hả? Cái gì cơ? Ruột thừa à? Thế cô có bị làm sao không? Thuốc men gì chưa? Cái bệnh này là nặng lắm đấy. À, tôi biết ông thầy này giỏi lắm. Để tôi giới thiệu cho cô nha. Ui giời ơi, bà đừng có đeo. Em xin các anh ạ. Ui con ơi, ai lại mang chuyện bệnh tật ra đùa. Thôi, thông cảm cho người ta con ạ. Ông già, đi đòi nợ mà ai cũng như ông ấy thì làm sao mà đòi được. Cô à, cố gắng đi làm để trả nợ cho nó. Đây, cô cầm lấy, mua thuốc uống cho mau khỏi nha. Thôi, mình về thôi. Nhớ mua thuốc nha. Mẹ ơi, xe đạp mới thích lắm ạ. Thôi xong rồi. Chẳng lẽ là... Này bé gái, làm sao bây giờ? Cháu gái à, xe mới ai mua cho cháu đây? Mẹ con mới mua cho con 2 triệu đấy. 2 triệu cơ á? Thế con có biết mẹ con bị đau ruột thừa không? Mẹ bị hồi nào vậy? Sao không nói với con? Bà giỏi quá nhỉ. Tôi xí xe. Ôi ôi, em xin anh. Bỏ tay ra. Chú ơi, của cháu mà. Thôi con ơi, mau lại đây. Mẹ nó nợ, chứ nó có nợ đâu. Sao con lại lấy xe của cháu? Tội nghiệp nó. Ông nói cái gì? Vậy thì ngày xưa ông nợ, liên quan gì đến mẹ con tôi? Hoàng như tìm được cơ hội để bộc lộ nỗi ấm ức bấy lâu nay. Cậu liền trút giận lên người bố dượng. Khi tôi lớn, bao nhiêu người đến đòi nợ, chửi bới. Ông có thấy tội nghiệp cho tôi không? Ông nói đi. Ơ kìa, con. Con trai. Hắn ta đang ngủ sao? Cơ hội đây rồi. Nó đây rồi. Mày quá, vẫn còn ở đây. Này, làm cái gì đây? Lẽ ra giờ này phải đi chắp cánh ước mơ rồi chứ. Làm gì ở đây vậy? Chấp cái gì? Mơ cái gì? Tôi là người có tri thức, không việc gì phải làm mấy trò đó. À, hôm nay cứng nha. Vậy trả nợ đi. Thôi được rồi, tôi sẽ trả cho ông cả vốn lẫn lãi. Nhưng ông phải hứa không được cho bố dượng tôi vay tiền nữa. Nếu còn giải ngân cho ông ấy nữa thì tôi không trả đâu. Ai bảo bố dượng cậu mượn tiền? Chính là người mẹ đáng quý của cậu mượn tiền đây. Ông ăn nói cho cẩn thận, đừng có lôi mẹ tôi vào. Cậu buồn cười quá. Sao tôi phải nói xạo? Chính tôi là người chấp cánh ước mơ cho mẹ cậu đánh đề đây. Mà tôi cũng chỉ thắc mắc, tại sao ông bố dượng của cậu phải chịu một cục nợ to tướng như vậy? Mà cục nợ lớn ấy chính là cậu đây. Đồ bất hiếu. Anh, ông Huân đi làm bị chúng nó đánh rồi. Lão già này thích chết à? Tránh ông ấy ra. Có giỏi thì vào đây. Nhớ mặt bọn này đi. Bố. Con vừa gọi ta là gì cơ? Sao bố lúc nào cũng vậy hết? Lúc nào cũng chỉ một mình. Bố định tính dấu đến chừng nào?
Con biết hết tất cả mọi chuyện rồi à? Vâng ạ. Con và mẹ con là gia đình của bố, bố phải chăm lo cho hai người chứ. Thôi, bây giờ phải nghĩ cách trả nợ cho Hiệp đã. À đúng rồi, còn có cái này. Bố ơi, con trúng số rồi. Trúng thật rồi này, có tiền trả nợ rồi. Bố con mình đi lĩnh thôi nào. Yeah. Ai nhắn tin giờ này vậy nhỉ? Nhậu đi bạn ơi. Ui giời, sư tử Hà Đông của tôi hôm nay ở nhà, tôi không đi được đâu. Ui, lại gì nữa vậy? Nói là ông có cuộc họp gấp ý. Tôi vừa dùng chiêu đấy xong, vỡ tin sái cổ. Lâu rồi không đi, hay thử nhỉ? Em có chuyện gì vậy? Này sếp có cuộc họp gấp nên anh phải đến công ty ngay bây giờ. Bây giờ 8 giờ tối á? Đúng thế. Thôi được rồi, vậy anh đi cẩn thận nhé. Khoan đã, đi tới nơi về tới chốn đi nha. Họp xong nhớ về luôn đi nha. Tuân lệnh vợ. Ngon quá bạn ơi. Ui giời ơi, tôi chưa thấy ai đi nhậu mà uống nước ngọt đấy. Tại sao không mua thêm mấy gói bim bim cho đủ combo? Khoan nào, có ngay đủ combo luôn nha. Chủ yếu hôm nay anh em gặp nhau là chính, chứ mũi vợ tôi thính lắm, ngửi thấy mùi rượu là chết chắc ấy. Này, ông sắp lấy được bằng khen sợ vợ rồi đấy. Đúng. Ông nữa, ông không sợ vợ thì cười cái gì? Ăn nói xà lô, tôi là không bao giờ sợ vợ nha. Nhà là phải có nóc, hiểu chưa? Bạn là nóc, nhưng vợ bạn là anten kìa. Tôi nói một, đố vợ tôi dám nói 0.5 đấy. Thế à? Vợ, cứu tôi bạn ơi. Địa điểm họp thú vị nha. Chết rồi, sao giờ? Các anh tìm chỗ kỹ quá, em không tìm nổi luôn. Vợ ơi, vợ nghe anh giải thích đã. Quả này thì vẹo luôn chứ còn ngon ngoe gì nữa. Là đáng sợ. Hết cả hồn. Anh Tú cũng nên về rồi đấy. Chị nhà chắc cũng đang vui vẻ chờ anh đấy. Cái gì cơ? Tối nay lại phải ngủ sofa rồi. Ui da. Ui dồi ôi, làm gì mà như mất hồn thế. Hai ông bạn của tôi này sao thế? Hôm qua bị vợ chỉnh qua. Đấy, thực ra ế cũng có cái tốt nhỉ. Nhưng tôi đây này, muốn đi đâu thì đi, chẳng ai quản. Ô, ông định làm cái gì? Đúng vậy, chúng ta không thể để bị đe đầu cởi cổ mãi được. Nhân danh tự do và công lý, anh em ta hãy vung lên. Nhưng vợ tôi lợi hại lắm. Vợ tôi từng là tuyển thủ boxing quốc gia. Lão nhão, cháo luôn ý. Này, quân tử là động khẩu chứ không động thủ. Đúng không? Đúng. Chúng ta phải có chiến lược. Được. Nhất trí. Lại đây nào. Vậy là Tú, Hiệp và Duy cùng chụm đầu vào bàn tán. Liệu kế hoạch bật nóc nhà có thành công không?
anh Hiệp. Đánh, đánh đi Hiệp. Ui, giật cả mình. Em ra ngoài có việc, anh ở nhà nhớ lau nhà xong rồi phơi quần áo nhé. Anh nhớ rồi. Em đi nha. Chơi tiếp đã. Đang chơi hay thì chớ. Anh nhớ là phải lau nhà với phơi hết đống quần áo trên nhà đấy nhé. Chết chết, suýt thì quên. Nhưng mà từ nay cậu không được nghe lời vợ nữa. Cậu phải cho vợ thấy cậu là nóc nhà, là trụ cột của gia đình mới được. Chơi tiếp nào. Chết này, chết này. Dậy, dậy đi. Dậy, dậy ngay. To gan thật. Việc em giao đã làm xong chưa mà lăn ra ngủ? Anh không làm đấy, anh không phải ô xin. Nay ăn gan hụt mật gấu, dám chống đối em à? Có làm không? Em đi mà làm, anh không muốn làm đây. Thì ra là anh chọn cái chết đúng không? Đau quá. Cậu cũng bị à? Ông cũng thế à? Hả? Sao thế kìa? Hai ông bị làm sao vậy? Thế là phản công thất bại à? Phản công cái đầu ông ấy, suýt nữa thì thành công công đây này. Sao lại thế được nha? Thôi đừng buồn, thua keo này ta bay keo khác. Tôi vừa nghĩ ra kế này hay lắm, chắc chắn sẽ thành công. Kế gì? Hôm nay là ngày lấy lương, lúc ông về chỉ đưa cho vợ một nửa thôi, còn lại phải giữ. Cứ có tiền chả nghe răm rắp đi. Hợp lý. Chào mừng anh đã trở về. Nào. Đây vợ. 1, 2, 3, 4. Anh Hiệp, sao tiền lương chỉ có bằng này vậy? Từ nay anh không thể đưa hết lương cho em được. Anh cũng phải có tiền xăng xe nữa chứ. Đổ xăng gì mà hết nửa lương? Mà tháng nào em chẳng đưa cho anh tiền xăng xe, chỗ còn lại phải để em lo cho gia đình chứ. Nhà có hai người, có tiêu gì nhiều đâu. Em chi tiêu chẳng hợp lý gì cả. Thành công rồi, yeah. Đây, anh xem đi. Hóa đơn internet, hóa đơn tiền điện, hóa đơn vệ sinh. Sao nhiều hóa đơn thế này? Hóa đơn hàng tháng đấy. Anh xem hai người chi tiêu bao nhiêu. Nhiều thế này á? Chưa hết đâu. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, anh nhân lúc em ngủ say lấy nhíp gấp trộm 2 tờ 100 trong heo đất. Anh à. Ngày 7 tháng 3, anh đi chợ mua nửa cân thịt và mớ rau, hết 80.000. Mà anh nói với em là 200.000. Thế còn 120 đâu? Anh để đi nhậu à? Anh... Đúng nhận sai cãi đi nào. Chinh như vớ được cơ hội để nói. Cô nói xà xả như tát vào mặt Hiệp để kể tội của Hiệp. Còn Hiệp chỉ biết bất lực ngồi im chịu trận. Thôi em tha cho anh, vợ thần thông quảng đại nhất. Lần sau anh không dám lật kèo nữa đâu. Sau mà còn định giấu quỷ đen nữa thì đừng có trách. Xuống nấu cơm đi. Dạ vâng vợ. Đây rồi. Một, hai, ba, bốn. Một năm trước. Ui giời, thời tiết thất thường thật. Đùng cái thích mưa là mưa. Bố ơi, bố để con làm cho. Thôi, xong rồi. Lau người đi, kẻo ốm đi. Bố, con sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền để bố có căn nhà khang trang hơn.
Anh cứ sống hạnh phúc cho tôi nhờ. Ước mơ của bố chỉ là muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn bố mà thôi. Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Bạn ơi, đi đâu đây? Tôi về quê sửa nhà cho bố đây. Ui giời, khá thế nha. Có tiền không cho mượn 1 triệu nha. Đây, tiền này quan trọng đấy, nhớ trả sớm. Được rồi, yên tâm. Anh gì ơi, anh trai ơi, em vừa bị cướp hết đồ đạc rồi. Anh thương tình giúp đỡ em chút ít à. Chút ít thôi à? Vâng, chỉ cần chút ít thôi. Cố lên em trai. Anh ơi, anh vừa bảo giúp em chút ít mà. Thế giúp chưa? Có giúp rồi. Anh vừa động viên chú đó. Cố gắng nha. Anh động viên như thế thì có giúp được gì đâu ạ? Thì tôi động viên cậu để cậu kiếm tiền lại đó. Nhưng mà em cần tiền gấp anh ạ. Tiền à? Uê, nhiều tiền thế. Đây, cố làm lại nhé. Nhưng mà anh ơi, anh giúp thì giúp em tới cùng đi, cho em thêm xíu nữa đi anh. Đủ chưa? Dạ thôi ạ, giúp vậy là cũng quý hóa lắm rồi ạ. Nhưng mà nếu được thì anh cho em quá gian về phòng trọ. Về đó em nhờ người giúp đỡ thêm ạ. Có xa không? Không tới 10 ca xăng đâu anh. Ồ, không tới 10 ca xăng. Vậy là cũng xa lắm đó. Có mấy trăm mét à. Này này này, có mấy trăm mét thì đi bộ về đi. Đi bộ cho khỏe, lên xe làm gì? Nhiều khi ngược đường á. Nhưng mà chân tay bủn rủn đến mức không đi nổi. Thôi được rồi, chú đội mũ vào. Đã phát hiện con mồi. Over. Thôi để em lái cho. Không được không được không được. Thời buổi bây giờ kẻ gian nhiều lắm, lừa đảo liên tục. Bây giờ chú cứ ngồi sau, chỉ tay thôi rồi tôi theo. Nhìn em thế này không lẽ lại lừa anh à? Không, tôi đang chia sẻ kinh nghiệm cho chú. Chú vừa bị lừa đó, còn non lắm. Đi nha. Hình như trong xóm có người ra đón chú kìa. Phải, mấy người tốt như anh ấy là hay được đón lắm. Đứng lại. Anh ơi, chắc là em đi nhầm đường à? Để em đi đường khác. Xuống xe. Chú em, anh muốn nhờ em trai tí việc em à. Lịch sự, dễ thương ghê. Nhưng mà người lịch sự không nên cầm cái gậy to thế này. Bộ lão này. Anh ơi, em xin anh lấy gì cũng được, nhưng đừng lấy ba lô của em. Không có ba lô này, bố em sống không được đâu. Em xin anh đấy ạ. Tránh ra. Đi. Anh ơi, túi của em. Vậy là mất túi rồi. Cái gì? 19 triệu đây. 19 triệu á? Sao chúng nó may vậy? Cướp đúng lúc bạn nhiều tiền nhá. Phải chi là tôi. Biết chỗ nào cho mượn tiền không? Có đây. Nhưng mà tôi mượn rồi. Được. Vậy cho tôi mượn đi. Không được. Tôi mượn là để tôi đi chấp cánh ước mơ của tôi rồi, chứ không phải là tôi không cho bạn mượn đâu. Thế còn 1 triệu bạn mượn tôi thì sao? À thì coi như bạn mất 20 triệu đi. Bạn không cho tôi mượn thì bạn cũng mất cả còn gì. Tôi thì không sao, nhưng còn nhà của bố tôi.
hay là... Không được, việc này nằm ngoài khả năng của tôi, không được đâu. Nhớ kỹ lời tôi dặn chưa? Làm đi. Ơ kìa, đứng lại, đứng lại. Bé cho anh hỏi, cái xe này mua bao nhiêu? Con không biết, để con hỏi bố con cho ha. À thôi, đừng hỏi, phiền lắm. Bố ơi, bố ơi, chú này vừa chặn xe con lại, con sợ quá trời. Chú còn hỏi xe bao nhiêu tiền nữa. Tính làm gì? Không phải như cháu nó nói đâu, tôi chỉ muốn xin đi nhờ một đoạn thôi mà. Mới vào nghề à? Chưa vào. Chưa vào à? Vậy giờ tính sao? Em tính bỏ à? Bỏ à? Chắc chưa. Bỏ luôn. Không bao giờ nghĩ đến chuyện đi ăn cướp nữa à? Nhớ đây, bỏ nha. Mình đi thôi con. Là phụ nữ. Đứng lại. Có chuyện gì vậy anh? Ui. Xong luôn. Sáng sớm chưa làm ăn được gì. À, em định hỏi chị là chị ăn cơm chưa? Là sao? À, thật ra em làm tiếp thị, nhưng giờ em hết muốn làm nữa rồi. Bye chị nha. Giời ơi là giời. Này cậu, có muốn đi nhờ xe không? Đây rồi. Cái này không phải là do mình chặn, mà là tự chui đầu vào rõ đấy. À, có. Lối này à? Vào sâu bên trong nữa. Sao khu này vắng thế? Thôi còn một đoạn, cậu xuống đi bộ đi. Anh yên tâm, cứ đi vào trong đi. Tôi không phải lừa đảo đâu, tôi uy tín lắm. Thôi, khu này nhà cậu tự về đi. Này! Này, anh, xuống xe. Đưa mũ đây. Tránh ra. Lên xe nhanh lên. Anh ơi, anh cầm tạm nhé. Tôi xin lỗi, tôi cần quá rồi. Ôi da, đau quá. Ôi, anh ơi. Anh ơi. Trộm cướp lần đầu anh ơi. Cậu Tú, tôi đây. Cậu có nhớ tôi không? Cậu là... Nhà tôi đây rồi. Nhà anh đây à? Vâng, nhà tôi đây. Thôi, anh cầm lấy. Nhìn anh hoàn cảnh lắm, tôi không lấy tiền anh đâu. Vào nhà đi. Không được, anh cũng cần tiền để trang trải cuộc sống mà. Thôi, cầm lấy đi. Anh khó khăn hơn tôi mà, có gì đâu. Tôi đi đây. Xin lỗi cậu, tôi cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Thôi, trước cậu giúp đỡ tôi sẽ giúp đỡ lại cậu. Nếu mà không gặp cậu, tôi suýt quên tôi là người như thế nào rồi. Thôi, công ty của tôi hiện tại đang thiếu một số vị trí. Hay là cậu về làm với tôi? Cả tôi nữa. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà cậu có thể ứng trước cho tôi 1 tháng lương không? Chuyện này... Tại tôi về sửa nhà cho bố mà vừa bị cướp hết tiền, thế nên là mới nghĩ quẩn làm việc này. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Alo bố à. Bố ơi, giờ con về sửa nhà cho bố liền nhé. Vậy đó, trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại tình người. Chỉ cần bạn cho đi, ắt bạn sẽ được nhận lại.